đi chào mình nha. Để rồi cái bộ phát được không? Tuyệt vời, tiểu nhỉ. Sắp đi, sắp đi, sắp đôi đi. Thế thôi. Nghĩa là nghĩa được. Sắn như là gì? Nó ăn vừa mồm bỏ qua này. Sắn như cắt kéo. Mời mọi người này. Anh. Hello các bạn nha. Chào tất cả gia đình nhá. Đường này đẹp nhỉ, thành phố nhỉ. Hôm nay anh em lại sang quán tươi sắn. Đây có quán Tinh Anh mới. Quán quen thuộc. Đường vỉa hè rất đẹp. Bây giờ không hiểu ở đâu nhưng mà làm vỉa. Chào mẹ này yêu nha. Chào cả nhà, chào buổi sáng nhé. Chào thò thế. Chào các anh em. Hello, chào lại gia đình em. Của người dân Việt Nam này. 4 anh em làm ba bát tiết. Làm ba tiết, bác biển bác nói bác đi ăn. Bác không ăn, đi ăn cỗ. Đã hút cái điếu nào cùng. Mình đánh ba nước bạc ba tiết một một. Đêm qua mất đông lắm. Mất từ lúc mà 1:30 đến 1:10 ba giờ mười có. Tôi chở cái áp nhà tôi nó nhảy, tôi sợ áp nó nhảy kéo nó máy nó có điện. Em ăn. Nằm xem lúc nào cũng bà trên cũng quạt. Hôm bình. Qua nó mất điện nó nằm lên dưới kim hơn. Đấy thế bình có. Nghĩa cho mày chính nha nghĩa ơi. Bình có quạt có đấy thì mẹ sao mà nước bây giờ mất điện thì nó lại xa đến quạt xa đến bình rồi nước có điện thì đéo nạp nó vào. Ăn thì mấy giờ. Đông lắm nhìn em này, ngắm em này tí. Đang đổ mỡ lên mắt. Thì ngắm thì cứ mở nó ra đánh đi ra một tí. Nó ta bảo nó quay một vòng đi chứ như kiểu cho lơm nó lượn. Quay tí nữa biến nó không phải báo. Đúng không? Em có uống rượu trẻ mà cứ tự nhiên. Rượu trẻ. Rượu trẻ hư người. Sợ nhất là nó đi rồi. Còn lâu mới cho cộng đồng xem được không? Điện. Thế người ta bảo mình biến. Cuốn này nó dày. Nó to. Cuốn này nó to, cuộn mãi không hết. Quên, đang quẹt, cắt nó đi. Tiết canh đỏ rực rỡ. Cái chuyện mình có để ý đâu. Tèo. Đồ nóng to mà là vật vã nhỉ. Tiết canh. Tiết canh lòng lọ tiết canh. Sáng. Món ăn quốc dân đấy. Có bình dân. Hôm nào khen nhỉ, chúc sức khỏe buổi sáng ăn lành. Mời cả nhà nhá, mời cả nhà sáng anh em mình nhá. Mời đại đình nhá. Mời đại đình mình. Mời cả nhà ăn sáng. Ôi giời ơi, mát mẻ thằng ơi. Sức đợi ta điểm. Ồ, không lấy đũa à? Không. Lấy rửa lau bốn đôi thì bốn đôi để già thế thì đâu kín tay anh cầm một đôi xong em rút ra ba đôi em lau nào cái dạ dày đi dạ dày ăn nó lòi thế mày lau tại tự mày lau rồi tao cắm mà ô rồi chế ok muốn kiểu anh đang chế một thứ quyền cũng chấm bộ của canh à nước mắm nào kẹp đấy chấm nước mắm rồi sao nào tao mới chấm thôi đây là cứ sang một cái bát cũng được rồi. Ghê răm. Em ở gần đánh biển quen hết. Không dám ăn động một tí đồ chua nào. Không dám ăn. Làm sao? Ăn loài ghê răm. Ăn cái gì ghê răm? Ăn nóng. Ý là cứ ăn cái gì mà hơi chua là không dám ăn cái gì là ghê răm. Kiểu như nhai nóng nhiều nó răng nó ê. Có một chiếc cái gì? Hai cả hàm tất. Nếu cả tưởng có một chiếc cái đấy là nó mòn.
em phải đi bọc chúng tao. Ghê rằng dạ dày ăn giòn đúng, dạ dày nó chìm ở dưới sạch phòng mũi không sâu quá, nó chìm ở dưới ghê quá. À, nóng ấy răng bây giờ. Cái kẹp hàng nó cứ dập dập nhiều này là nó bị mòn, nó trơ, sắp trơ tủy, nó sắp vẹ mẻ cái mà ăn miếng xương mạnh quá là vỡ hoặc là miếng cháy. Thế đi nhổ cái răng mới thì thay răng mới thôi cho nó. Ăn nó rất là khó chịu, nó ê buốt. Nhà nhà nó khỏe. Tao bị cái là hai cái bị bọc rồi. Vậy tao ăn miếng cái canh vịt thôi thì nhai một tí xương nó dính đến bẹp nó trẻ làm từ rồi. Cái này có mẹo hết, có mẹo chưa hết. Về mẹo cái gì cái này, nó mòn cũ rồi, có nghĩa là nó trơ tới thịt rồi. Có mẹo chưa hết. Bẩn quá. Chiến đấy, chiến khai đây. Nhấm đi, ăn cho nó nóng hổi, ăn cái này nó phải nóng hổi mới ngon. Đấy. Sáng ra ăn miếng nồng đấy mới ngon này. Tôm nó lại hóa nó lại đi rồi. Đấy. Nào, càng. Ui trời, xăm chó đây người đấy chứ. Chào cả nhà các ông chủ ơi, bạn, ngồi lấp quá. Bạn uống sắn của bạn thân yêu. Rồi ngồi đây, triển khai luôn cho đỡ đói, ngồi luôn. Ăn đi, tận đồ ngon thế này. Khách sáo. Bạn uống sắn của đến tìm. Của nhà mà nhà làm ra. Biết thế hả? Bạn anh em cứ chơi. Ấy bác nào cái miếng đấy là ngon đấy. Bạn chi cốt của sắn của đấy. Bạn chuyên xách túi quần đùi đi. Chuyên tứ quần đùi với áo cộc. Chuyên đi chân đất, bạn chân đất. Lính ở bên Campuchia. Nói ăn nó kẹp rồi cho nó sắp đôi mới cả đấy. Đôi ăn nó ngon, miếng rồng già nồng non, nồng nước ăn nó ngon. Trời, nó trước vào đây rồi. Thế tôi đi nó được vào đấy. Dày rồi. Cái biển ăn đi. Mày nhá, cứ cân. Giờ múc kiểu ơi, múc hết đi. Tiết canh đồng nọ không qua đấy làm món thỏ lên được mà còn qua qua được con da dai nữa ăn da dày cô cái thỏ mẹ da dày cô làm món hấp mấy món rang diệp tính ớt quả dài dài bé quả đấy là không cay mấy đâu. Bác đang ăn vẫn ăn mạnh chiến đấu tốt hơn. Cái quả ngắn ngắn này là cay đấy. Cay nhưng mà không cay nữa đấy, đấy nó cay xẻ lắm. Không cay cứ cay cây cho cái cà vào cay nhẹ nữa đi. Giống ớt nó cay, còn ớt nào nữa, còn ớt chỉ thiên, mình gọi chỉ thiên, chúng tôi gọi ớt chỉ mỉa, thế là thứ hai loại này là cay nhất. Còn cái loại ớt cay nhất thế giới thì dày, nhưng mà ở mình ai ăn được. Ớt thế quả nó tròn tròn, nó bán giống đầy. Quả bé, nó đổ cao. Thôi nào. Phá với tí canh. Tự nhiên thế, trong tự nhiên là mình thiên đảo lộn lung tung. Đảo lộn lung tung. Đảo lộn lung tung. Không phải hết trước đi. Hết đi. Nhưng mà... Đấy, hết, hết nhành đấy. Đấy. Hết thì lên mà cái nhành cầm nâu rồi. Rồi. Phá ba tiết đi nào. Nó nóng thì để lấy giờ chảy cái nước. Đi quá. Lấy nạc cái... Giấu rồi. Đấy. Không cần được. Này, không cần. Cái này không cần.
biết, ai biết đến chỗ nào không? Rồi rồi. Ừ, con đi nạn cho cắt sát đi. Đó, mấy hạ đứa hạ ơi. Đúng rồi. Cho trong tủ lạnh. Cái cành đẹp. Cái cành đẹp, tá đi. Này. Cái cành đẹp. Nuôi nhiều được nhiều, nuôi ít được. Cái cành đẹp. Chưa. Rồi, đây ra đi nhà mình nha. Để cái bổ phát được. Tuyệt vời, tiểu nhỉ. Nhà này giòn cực cực. Trời nghĩa về về lạc xong thì chú Quyền chơi hết bát. Bỏ cái móng cứ đi nó vào hơi. Chết ngọt quá. Có cái tả. Tả phát hết. Cả nhà nhá. Bà này bà lại tiếp cho cái đĩa chả bá thế này. Cái nhỏ này. Bác biển múc rượu đây. Đấy lại tiếp cho cái đĩa lòng to còn là như là cái đĩa còn là đèn cái hồ cái nấu cái à? Đèn ăn lòng rồi. Bà này bà kiểu như cho ăn lòng này để cho nó chán ra ở đây quên đi. Nào Keng đây. Nào chúc mừng đĩa lòng mới. Chúc mừng đĩa lòng mới nào. Chúc mừng đĩa lòng mới. Rồi, chúc mừng đĩa lòng mới nào. Cái đũa này. Thế ngọt quá. Thế ngon là mà hai bà phát là hết ba. Thế thôi. Ngọt. Rắc vào. Rắc như này, đây đang vắt này nhưng mà cái vắt này nó mới không rột, nó mới không rơi. Và tiêu cho vào, tiêu vào. Cột nó mới không rơi. Rồi, xỉa đây. Đây, tiêu đây, rắc vào, ăn giống như gọi là như là đúng rồi. Mà cuối cùng là thật vừa rồi đây, ông cứ đang vừa quay là đẻ quá. Lắp lắp này nó mới có dính nhiều muối, thì ở dính nhiều muối. Sắp đi, sắp đôi đây. Thế thôi. Nghiến răng nghiến lợi. Sắn như là gì? Đó, họ ăn vừa mồm. Bỏ qua này. Sắn như cắt keo. Mời mọi người nào. Anh. Sắn bê tông như nào? Sắn đúng như thế nhỉ? Hập phát hết nửa bát. Gan đấy. Gan ngon ăn bùi. Gan là nhai cho nó giết răng. Người ta ăn gan mà không bị tím mà cứ người nó nghẹn đấy. Tôi nủ nào. Nè. Ngon. Ngay gan. Móc biển nào con tắm đẹp á. Đây, làm cái nào con bé. Thật không? Chị nên xem con chép là hay quá mà Hùng nên phi lên đấy. Để mua. Thế nào? Thế Hùng vào bảo này đấy. Chị em phải có dư rồi không? Cái canh này còn vừa cả nòng non nòng già. Ăn là ăn tiết cho nó xong đi, xong rồi ăn nòng non nòng già. Cứ sợ hết, hết thế nào được. À, hai đĩa đang chờ. Đó, hôm nay quay biển. Bà bán còn tầm 5 con 5 nạng đấy. 2 cân, 3 cân có. Cần con 5 nạng này cần gì to. Con mày lên là có biển. Cần gì to. Muốn đi. Tầm 1 cân là được. Cái nạng. Móc nó nhanh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mò móc nữa. Mò móc. Bốc vác. Nào anh ơi. Keng này. Con chiều mang đi hai con. Trời ơi. Keng liên tục. Giá tiền đấy, luôn. Nốt. Nốt đi thôi, còn dốc bát này còn sử nốt hai đi nòng cho nó gọn. Hơi đầy. Đầy. Ba phát. Ôi đồ khớp này. Hồng dực. Quá đẹp.
Quam qua nó sướng nhai nó phùng má được mắt quá đời ra liền. Rồi nắm đầu chọc hết nhỉ. Quanh quanh đây mấy ông đầu chọc này. Đầu chọc không nó bình vui. À. Mai kia lại cắt. Suốt ngày chỉ nghĩ đi cạo đầu đã mệt. Còn mệt thế là đi gội đầu. Cắt tóc một tháng một lượt, nghĩa là tháng ba lượt. Nghĩa 4-5 lượt. Cạo liên tục. Xong rồi cái đầu như này lúc cầm rửa mặt cái khăn mặt nó úp vào giật ngã. Đúng rồi. Găm vào đấy. Găm vào. Rách cái khăn mặt. Không lọ cái như là cái máy cạo râu đấy là cái lia cái là nhẫn. Anh chàng. Cái là đấy đang đẳng cấp đấy. Thế là quá đẳng cấp. Đồng. Thì không cho tiêu à? Có chứ, để thủ tục nó phải như người lớn. Tiêu là ớt. Ở ngồi bên riêng anh Biển mà chán tinh nhỉ. Nói chung là anh em mình ăn uống khoảng gia vị tất cả nó theo vùng miệng nhỉ. Quê mình ăn uống nó dễ. Nó khó mình nông thôn được cái nào cũng được hết. Không cầu kỳ. Có cũng được, không có cũng xong. Chén hết. Anh tẹt ga. Ở nhà có gia vị đầy, có ông nào ăn đâu. Cầm mua hỏi thì bảo không có. Đầy quá nhỉ, cặp vợ đấy. Sổ, ui sổ, ui sướng nhỉ. Này, wow. Này đánh ít quá. Mời đây nhá. Đánh ít quá. Sáng ngày mới bắt tiết canh là ma ruột nhé. Vậy là chiến tiết canh đã xong hết rồi cả nhà. Video anh em quay các thời lượng là clip đây nhá. Hẹn cả nhà sang clip tiếp theo, nhớ cho chung hết trùng hợp cho anh em mỗi người một đăng ký một chia sẻ. Cả nhà hôm sau nhá, bữa ăn sáng tiếp theo nhá. Để ra được những clip mới để gửi tới tất cả đại đây nhá. Chào đại tình gái già. Hello gái, thank you mọi người rất nhiều. Hello. Ông chủ tươi sắn. Ông chủ bà chủ. Chào cả nhà. Ăn đi xong hết cả tiết rồi cả ăn đi.